Tôi là bác sĩ Lương Nghi Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu Trường Xuân Vương rất lâu rồi. Và cái bài thuốc của chúng tôi nghiên cứu ấy hoàn toàn là bằng hương thảo dược. Trong cái bài thuốc Trường Xuân Vương, ngoài những cái dược liệu như là dâm dưng hoắc rồi ba kích, rồi kỷ tử, rồi sâm cao vân vân thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu một cái công trình tương đối dài để đưa các cái thảo dược khác cộng với cái đó cộng hưởng với đó cho nên nó mới có cái bài thuốc tốt như vậy cái tốt thứ nhất của nó là gì nó nuôi dưỡng các cái khóa các cái, cái nội tiết trong cơ thể tự phát triển cho nên cái quan điểm của tôi là chăm sóc sức khỏe sắc đẹp tự nội sinh bằng hương thảo dược công nghệ cao thì cái trường xuân đưa này nó đáp ứng được cái đó tâm can tỳ phế thận những cái đó nó khỏe lên thì nó tự kéo cái thận lên và đồng thời làm cho cái sinh lý người nam giới được cải thiện và tốt lên. Bởi vậy cho nên là cái trường Xuân Vương này tôi xin nói một cách rõ ràng và khẳng định là cái nghiên cứu của chúng tôi đã được thực tế lâm sàng và được thực tế bạn bè dùng rất tốt. Ngay như cả bản thân tôi cũng như vậy. Sinh năm 1928 tại phường thị cầu, thành phố Bắc Ninh. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đã sớm bộc lộ tố chức tài hoa thiên bẩm. Ông theo học ngành y, từng là một bác sĩ Tây Y có tiếng ở Bệnh viện Việt Đức từ năm 1969. Năm 1987, ông được Ủy ban Khoa học Nhà nước cử sang học quản lý tại Liên Xô. Hiện ông đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Nam Dược Thần Hiệu Tuệ Tỉnh Đường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam. Nhưng cuộc sống hôn nhân của ông lại vô cùng lận đận trải qua đến bốn đời vợ với nhiều chuyện dở khóc dở cười. Nếu như ba cuộc hôn nhân trước lần lượt đi vào ngõ cụt, thì người vợ hiện giờ của ông có thể nói là mối lương duyên trời định. Thời điểm hai người quyết định kết hôn, không tránh khỏi sự phản đối gây gắt từ phía nhà gái, bởi lẽ chú rể hơn cô dâu tận 52 tuổi. Và chị Thoan đang ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái qua 12 năm kết hôn, bác sĩ Trọng vẫn duy trì tình cảm mặn nồng, sắc son với vợ như những ngày mới cưới. Bằng chứng cho mái ấm hạnh phúc của họ là một bé trai và một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Về cơ bản, chồng tôi là một người biết dung hòa trong cuộc sống, là một người yêu thơ, yêu nhạc. Cho nên là vẫn giữ được cái, 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 cái hòa thuận trong gia đình, Đấy, rất là yêu vợ, yêu con cái sản phẩm trần xuân vương là cái sản phẩm một cái một cái bí kíp để cho chồng tôi giữ được sức khỏe cũng như là uh, trong cuộc sống vợ chồng nó thêm mặn mà hơn để một phần nữa cũng là nó kéo dài cái tuổi thọ để làm sao cuộc sống vợ chồng tôi nó hòa thuận mà nó ở bên nhau đến mãn chiều xí bóng từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống, cùng với gần 70 năm kinh nghiệm trong nghề, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đã dành cả cuộc đời và sự nghiệp để nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn qua nhiều chục năm nhằm tìm ra những bài thuốc hay từ các vị thuốc nam dược sẵn có trong nước và phương pháp chữa bệnh tối ưu để giúp người bệnh nhanh khỏi, bớt đi những phiền muộn, đau đớn do bệnh tật gây ra, giảm thời gian, chi phí cho việc khám chữa bệnh, đồng thời cũng là để xứng đáng với niềm tin của các bệnh nhân khi tìm tới ông. Từ đó, ông đã trở thành vị cứu tinh cho những người mắc suy giảm sinh lý, vô sinh, hiếm muộn trên khắp đất nước, từ Lào Cai, Yên Bái, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Bình. Qua những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, chúng tôi được biết ông đã từng chữa cho các bệnh nhân với những chứng bệnh rất đa dạng, nhưng ông được nhiều người biết đến với bài thuốc hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý và hạn chế mãn dục cho nam giới qua sản phẩm Trường Xuân Vương. Sử dụng thuần túy thuốc nam được bào chế từ những loại cây dược liệu do người dân hái từ trên núi Ba Vì về. Các phương thuốc của bác sĩ Trọng được đánh giá cao vì sự lành tính, không có độc tố hóa học và làm giảm thiểu đáng kể thời gian, chi phí chữa trị cho người bệnh. Trường Xuân Vương được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ nghiêm ngặt các kiểm định an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn cũng như các quy định của pháp luật Sản phẩm được bào chế từ những dược liệu tự nhiên như dâm dương hoắc, ba kích, câu kỷ tử, thỏ tỳ tử, tỏa dương, sâm câu, ngọc cầu. Những dược liệu đầu vào này được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng, bóc tách, chiết xuất và bào chế theo quy trình khép kín chuyên biệt. Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP WHO, đây đều là những vị thuốc quý đã được sử dụng để điều trị các bệnh về suy giảm sinh lý ở Nam giới từ ngàn đời nay. Sản phẩm này đã được kiểm chứng qua nhiều người đến thăm khám và nhận được hơn 80% phản hồi tích cực. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video, khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì Linh sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.